Alo, các vị có nghe không? Alo. Dạ rồi. Sáng nay là mình học cái kinh Tsushima. Sáng nay kinh Tsushima. Hôm trước đó là kinh trước rồi cái kinh gì quên mất rồi mấy kinh Bó Lao, kinh Kosambi, kinh Thủy Triều nha, kinh Thủy Triều, kinh hôm trước là học kinh Thủy Triều, thì tôi chỉ ôn lại chút xíu thôi, có nghĩa là quý vị cứ nhớ đó là vạn pháp đó, ở đời nó do duyên mà có, do duyên mà có, và bất cứ cái gì ở đời này nó cũng có thể là cái duyên cho một chuỗi sự kiện sự cố nào đó. Chứ ở đời nó không có cái gì nó là nhỏ hết, nó không có cái chuyện gì là nhỏ và cũng có chuyện gì là lớn, mà nó tùy hoàn cảnh, nó tùy nơi, tùy lúc, tùy việc. Cái nội dung kinh Thủy Triều là nói rằng là cái kiểu sống nào đó của mình á, mà đã nói kiểu sống, đời sống của mình á, nó là cái quá trình mà làm việc của sáu căn, mà cái cảnh của sáu căn là sáu trần, mà sáu trần á, chính là những gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư từng phút từng giờ. Nói vậy có nghĩa là một cái hạt cát, một cái hạt bụi, một cái sợi tóc, một cái chiếc lá, nó đều có thể là cái duyên khởi, vì nó là cảnh trần mà. Nó là cảnh trần mà, thì trong duyên khởi mình thấy nó là có cái lục nhập là duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, mà nó tới lục nhập tức là sáu căn bắt buộc phải nó đến sáu trần. Mà nó đã nói sáu trận thì dầu cho đó là hạt bụi thì nó cũng có thể là cái điểm bắt đầu cho một cái chuyện gì đó. Thí dụ như bây giờ tự nhiên bây giờ ngay cái lúc mà ngặt nghèo nào đó, cái tự nhiên mắt mình nó bị bụi vô thì nghĩ gì sao? Hoặc là nhiều khi một sợi tóc, tôi nói hoài, nhiều khi chỉ một sợi tóc mình thấy nó không có đáng gì hết, mà thử tưởng tượng bây giờ ở nhà mình không ai có tóc dài hết, bây giờ là bà xã đi làm về mà thấy trên trên phòng có một sợi tóc dài nó nằm trên gối, có phải lớn chuyện không? Đại khái như vậy. Cho nên chuyện gì ở đời này nó cũng không có là vô nghĩa, chuyện gì nó cũng không có gì ở đời này là vô nghĩa hết, và cái quan trọng nhất là cái cách mà chúng ta đối phó, nói theo từ trong nước là chúng ta xử lý cái trần cảnh ra sao. Nếu mà gọi là Yoniso Manasikara, có nghĩa là sống thiếu cái suy tư đó, thì cái kiểu sống của mình á, cái kiểu làm việc của sáu căn á, nó rất có thể là cái tiền đề để mà mở ra 1 tỷ cái vấn đề. Mà nếu mình sống theo cái chiều hướng bất thiện đó, thì cái bất thiện này nè nó sẽ nuôi cái bất thiện kia đó, nó có vấn đề nào nằm ở chỗ đó. Còn hãy nếu mình sống thiện đó, thì cái thiện này nè nó sẽ nuôi cái thiện kia. Cho nên trong kinh Thủy Triều mới nói là hãy khi nào mà vô minh mà nó nhiều đó, thì nó kéo theo biết bao nhiêu là cái vấn đề. Mà khi nào cái trí tuệ, đức tin, thiền định, chánh niệm mà nó nhiều đó, thì nó cũng kéo theo đó rất là nhiều vấn đề. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình chỉ dễ vui có 1 phút, 1 giờ đồng hồ, hay là 1 ngày, hay là cái tháng này kệ, như tôi kệ nó, tháng này buông xuôi thì tháng sau tu tiếp, thì thật ra nó là không có 1 phút, không có 1 giờ, không có 1 ngày nào mà mình có quyền dễ vui hết, là bởi vì nó giống như thủy triều vậy đó, tức là nước ngoài sông mà nó dâng á, thì nước ở trong ao hồ kênh rạch nó cũng dâng, đại khái như vậy. Khi mà nó bất thiện đầu này rồi thì cái đầu khác nó cũng bất thiện. Và tôi không phải là thiền sư hành giả gì hết, nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm nho nhỏ, một sự trải nghiệm, đó là khi nào mình sống bất thiện, mình sống nhiều bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, thì lúc đó là chỉ đầu tiên là mình không an lạc, mình không an lạc,
mà từ cái chỗ không an lạc này nè, nó dẫn đến những cái hành động, nó dẫn đến những cái chi tiết rất là bất thiện khác ở trong đời sống mà trước đó mình không có ngờ. Thế vì mình sống trong một cái tâm trạng mà nó tiêu cực, nó bệnh hoạn, nó bi quan, thì tất cả mọi quyết định của mình trong thời điểm đó đều phải xét lại hết. Mà lúc nào mình sống năng động, tích cực, tinh tấn, hướng thượng, lợi tha, thì trong thời điểm đó thì những cái quyết định của mình nó cũng tốt hơn. Cho nên cái về kinh Thủy Triều là cho Đức Phật này dạy rằng hãy sống cẩn trọng nha, phải cẩn trọng. Bởi vì hễ cứ một có một cái lỗ kẽ của bất thiện mà nó chen vô rồi đó, thì nó là một cái tiền đề cho vô số những cái bi kịch tiếp nối theo sau. Đây là chuyện tuyệt đối phải nhớ. Tôi cứ nhớ hoài cái chuyện mà cái bà đó, bà đi có ông chồng đi lính, lính thú trấn giữ biên cương xa xôi. Rồi ngày kia có một người lính bạn của chồng về báo tin, về thăm quê và báo tin là chồng của bà đã chết. Rồi bà mới cơm đùm cháo nắm mà đi đi đem cái hài cốt của chồng về, và bà còn trẻ, có chút nhan sắc mạnh mẽ, ăn nói ngon lành. Trên đường mới đi, bà trải qua biết bao nhiêu lời cám dỗ, bà đều vượt qua hết. Lúc nào cái lòng nó cũng canh cánh nghĩ đến cái bó, cái là cái nấm xương tàn của chồng nơi đất khách, bây giờ đem về quê nhà an táng để cho người xưa cũng được ngậm cười nó chín suối. Đại khái mà trên suốt cái hành trình vạn lý, cái trở ngại nào mà cũng vượt qua, cuối cùng ra tới ngoài biên ải rồi, hỏi xác chồng nằm ở đâu, bà mới lấy xương về túm vào trong một cái bọc vải với cái rác về, mới đi một cũng trở lui một cái hành trình vạn lý, coi như là suốt cái hành trình nó bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cám dỗ, có điều vượt qua hết. Điều vượt qua hết. Nhưng mà khi mà về đến cái con suối mà gần nhà đó, thì bà mới nhìn thấy một cái đóa lan rừng mà nó mọc treo leo bên một cái gờ đá, đẹp quá. Phụ nữ mà ai không thích hoa đẹp, mà nhất đây là một đóa lan rừng nữa. Một tay thì ôm cái bọc xương của chồng, một tay thì bơi qua suối, mà tự nhiên nhìn thấy cái đóa lan rừng không có cầm lòng được, mới chồm chồm với cái tay để mà hái, mà nó trượt chân. Thì cái bạn cái bịch xương của ông chồng nó xúc nó rớt ra khỏi tay, nó trôi theo sâu với cái dòng chảy của suối, lúc đó đang chảy xiết. Thì rốt cuộc cái chuyện mà bả hái được lan rừng hay không thì câu chuyện đó người ta không có kể rõ, mà ta chỉ kể cho mình biết rằng là lúc đó bả bị sảy, bả bị trượt chân rồi sảy cái tay, cái nấm xương mà bả đã gìn giữ bao nhiêu năm tháng qua thì trong phút chốc nó mất. Cái câu chuyện đó đối với tôi nó là một câu chuyện ngắn bình thường, đối với tôi nó là một cái bài học, một cái kinh nghiệm rất là quan trọng. Có nhiều khi đó là mình coi như là mình trải qua biết bao nhiêu là cái cám dỗ thử thách, mà cuối cùng mình chết vì một cái chuyện nó không có đáng gì hết. Nấm xương của chồng ngày đi đó là vững vàng tâm lý, ngày về đó tâm lý cũng vững vàng, không hề bị vấp ngã, không hề bị sơ hở, không hề bị lầm lỗi. Vậy mà chỉ vì một đóa lan rừng mà bao nhiêu cái toan tính, bao nhiêu cái trù hoạch, tính toán, lý tưởng sống mất sạch, đốn củi 3 năm đốt 1 giờ, là mua 1 vạn bán 1 đồng là vậy đó. Cho nên hễ mà có một chút vấn đề trong đời sống thì cái vấn đề này nó sẽ kéo theo những cái vấn đề khác. Đấy, là như vậy đó, đừng coi thường nó một chút thôi. Giống như cái nhà mà nó dột được rồi đó thì nó sẽ dột, nó có được một chỗ dột rồi nó sẽ có kéo theo nó nhiều chỗ dột khác. Còn ai là người nhà quê ở miền Tây thì biết cái lỗ mọi hay là cái hang cua của mấy cái bờ đê đó, mình tưởng nó có một cái hang cua nó mới đáng, nhưng mà nếu mình không có bích nó đó, thì nước nó sẽ sôi, nó sôi lỡ bờ chứ phải không, mà nó mà nó lỡ đê rồi đó, mà nước nó đã ngập ruộng rồi thì chỉ có nước quỳ mà lạy nó thôi chứ làm gì được bây giờ. Cho nên nó là hễ mà khi mà phiền não nó có mặt thì nó sẽ kéo theo nó 1 tỷ vấn đề là chỗ đó. Ok, xong. Vậy là tôi ôn xong bài kinh Thủy Triều ha. Bây giờ mình qua cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Susima. Susima này đó
là một cái vị du sĩ. Du sĩ là sao ta? Paripaca có nghĩa là bên Ấn Độ bây giờ mà quý vị qua bên đó, quý vị thấy nó có vô số cái tôn chỉ tu hành bên đó, đủ thứ hết. Tu mà không có mặt gì hết cũng có, rồi tu mà coi như là quấn một miếng vải là đại khái trên người cũng có, tu mà có chùa có miễu cũng có, mà tu là lang thang đầu đường xó chợ cũng có. Rồi trong cái đám mà lang thang đầu đường xó chợ đó đó, trong tiếng Pali gọi là Paripaca, sống rày đây mày đó, thì trong số nó cũng cũng đủ thành phần hết. Có thành phần là tu để kiếm sống, mà có người thì họ lang thang như vậy là bởi vì họ theo đuổi một cái lý tưởng tâm linh tinh thần cũng đáng nể lắm. Để thấy tu hành là buông bỏ, mà đời sống nó đau khổ là vì mình ôm ấp, mình nắm giữ nhiều quá. Mà bây giờ mình phải làm ngược lại, không có ôm ấp nắm giữ, có nghĩa là mình phải tay trắng. Mà tay trắng mà ở yên chỗ sao sống, cho nên phải rày đây mai đó. Chỉ cần một ngày như có cái gì đó bỏ vô miệng để cho nó đừng có đói thôi, rồi sống trầm tư, cóp nhặt, học hỏi chỗ này một chút, cái kia một chút, thì cái hạng này được gọi là Paripaca, tức là du sĩ. Có người là thích sống ở trong rừng, trong núi, trong hang, có người thì họ sống ở trong tự viện, có người thì họ lại như vậy đó, vô trụ xứ. Thì cái ông Sushima này, ổng là một cái vị du sĩ như tôi vừa nói, sống rày đây mới đó. Nhưng mà đâu chú giải nói ổng là sao? Nói ổng là vi đăng ghi suốt é cú sa lộ, có nghĩa là cú sa lộ đây không có, nó có nghĩa là tinh thông hả, tinh thông tam phệ đà, tức là cái giáo lý của Bà La Môn ấy, mà thêm nữa là cái ba tập Veda là phệ đà đó. Có cái nội dung phải thêm, cái này phải thêm, là phải thêm, phải thêm chữ nguyên thủy nữa mới được, nguyên thủy. Có nội dung rất đáng nể, hướng dẫn tu tập thiền định. Và 18 cái chuyên khoa gồm ngôn ngữ hả, thiên văn hả, rồi toán học hả, văn chương hả, bùa chú hả, văn chương, bói toán, rồi binh pháp, võ thuật, kiếm pháp, vân vân, dễ sợ như vậy đó. Tức là ba cái tập Veda nguyên thủy, bây giờ cái Veda bây giờ có, nhưng mà nó nội dung nó bị người ta coi như là theo thời cuộc mà thêm bớt sửa đổi rất là nhiều nha. Chứ còn cái ba tập Veda nguyên thủy có một nội dung rất là đáng nể, trong đó nó gồm có cái phần hướng dẫn tu tập thiền định nha, và 18 cái chuyên khoa gồm ngôn ngữ, thiên văn, toán học, văn chương, bùa chú, bói toán, binh pháp, võ thuật, rồi cả kiếm pháp nữa. Trên thời đó đó, thời xưa đó, chỉ có các cái giai cấp từ trung lưu trở lên mới có quyền học Veda.
Một nô lệ nếu bằng cách nào đó mà tinh thông Veda cũng có cái khả năng đổi đời ngoạn mục, dễ sợ như vậy đó. Dễ sợ như vậy, tức là một nô lệ mà nếu bằng cách nào đó mà tinh thông Veda thì cũng có khả năng đổi đời một cách ngoạn mục, ngoạn mục dễ sợ như vậy. Người ta cấm mà người ta cấm, giống như bên bên tàu ngày xưa đó, người ta không có cho đàn bà học chữ nghĩa nhiều, học nhiều lắm đó là đủ để làm sổ sách, để ghi củ hành rồi muỗng muối rồi vậy thôi, chứ không có học nhiều. Nhưng mà nếu mà ai nó bằng cách nào đó mà coi như là mà giỏi chữ nghĩa đó, thì cũng trở thành gọi là danh sĩ chẳng hạn. Như mình lên internet mình đánh cái chữ Lý Thanh Chiếu giùm nha, Lý Thanh Chiếu là một nữ sĩ Trung Quốc nổi tiếng, như là bà Nguyễn Thanh Quang hay là Hồ Xuân Hương của ta, Lý Thanh Chiếu, đại khái như vậy. Và thậm chí bên Tàu ngày xưa đó, khi mà ta cấm phụ nữ đó mà học đó, thì cuối cùng đó, thì cấm phụ nữ học chữ. Bây giờ nó học nhiều để viết thơ cho trai thôi chứ không làm gì hết. Cho nên là trong phụ nữ, trong mấy mấy bà mấy cô mới nghĩ rằng cái người ta cấm cho mình học cái chữ mà của đàn ông, mà chữ thánh hiền mà mình không có tư cách. Cho nên có người họ mới nghĩ ra cái sáng chế ra một loại chữ gọi là nữ thư. Là cái loại văn tự dùng trong đám phụ nữ với nhau, cái là nữ thư. Nhiều khi cái vị nghe tôi giảng kinh mà tôi đi những cái đề tài nó hơi xa như vậy, nhưng mà sẵn là bách khoa biết được thì tốt thôi nha, gọi là nữ thư. Có nghĩa là đàn bà không được học chữ, nhưng mà bằng cách nào đó mà nếu mà biết được như đàn ông thì cũng tốt, nhưng mà cái số đó thì hiếm. Thế là mấy bà của mình nó có cái cách liên lạc với nhau bằng cách là chế ra một loại chữ gọi là nữ thư, có nghĩa là cái loại văn tự phụ nữ. Thì cái Veda này cũng vậy, cái Veda này nè nó là cái giống như là nó là cái sản phẩm độc quyền của cái giới cao cấp. Thì cái ông Tsushima này rất là giỏi Veda, rất là giỏi Veda. Mà Veda thì tôi đã nói rồi, nó là ngoài cái phần hướng dẫn tu tập thiền định, nó còn có 18 cái chuyên khoa nữa, gồm ngôn ngữ học rồi linguistic, linguistic ngôn ngữ học là linguistic, còn cái văn chương là literature hả, ngôn ngữ học là thiên văn toán học bùa chú rồi tùm lum trong đó. Thì trong đây mới nói ổng gọi là rất là giỏi. Sở dĩ mà tôi làm một cái giới thiệu rất là dài như vậy để các vị thấy rằng đây là một cái âm mưu rất lớn của ngoại đạo. Họ thấy rằng á, ở trong đây trong chú giải có nói thế này, ổng Samano Gotamo, Samano Gotamo Nát cha thì có ta đi ni à cầm á là phát cấp bắt tu chào tu. Họ bàn với nhau đó là Sa môn Cồ Đàm ấy, tức là Đức Phật ấy, được mọi người tôn vinh cung kính cúng dường, không phải là vì vấn đề xuất thân, cũng không phải là vì cái tăng tướng cái tiên phong đạo cốt gì của ngài hết, không phải, mà cái chính là ngài có cái giáo lý. Từ cái chỗ mà ngài có một cái hệ thống giáo lý nó xuất sắc, nó sâu, nó rộng như vậy, cho nên đệ tử của ngài nó mới có cái khả năng là nắm được đại chúng đó. Họ bàn với nhau như vậy, cho nên ấy họ mới lựa một cái người mà họ cho là có khả năng nhất để mà cài cắm nằm vùng. Cài cắm nằm vùng giống như mấy anh thầy Trung Quốc của tôi bây giờ mà anh rải sinh viên đi khắp thế giới, đi qua Đức nè, qua Do Thái nè, qua Nhật nè, qua Anh nè, Pháp nè, Mỹ nè, để chi, để mà nằm vùng để ăn cắp công nghệ đó. Bây giờ nó có cái từ là ăn cắp công nghệ đó. Thì cái đám du sĩ này nè, họ mới lựa ra một người, đó chính là du sĩ Tsushima. Họ nói ông là ngon lành nhất đó, ông là người có khả năng nhất. Tiếng Pali ở trong đây này kêu là Patipalo, Patipalo có nghĩa là cái người có cái khả năng nhất. Họ mới đề cử ông đi đi xuất gia theo
theo Đức Phật để mà học giáo lý, học giáo lý, học cái cách mà trình bày về cái đời sống tâm linh vốn dĩ là rất là trừu tượng, siêu hình. Cái đó hơi khó trình bày. Bài người ta cúng tế thì dễ, bài cúng ông Tư bà Tám nước lạnh nước sôi thì dễ, còn cái kiểu mà trình bày một hệ thống giáo lý mà nó hơi trừu tượng, nó hơi siêu hình đó, thì bắt buộc phải phải bài bản. Chứ còn mình ăn nói lơ mơ, mình đi lập giáo đó, lập giáo nghĩa là mở ra một cái đường hướng tâm linh đó thì rất là khó. Mình đã thấy rồi, mình đã thấy rồi, mình thấy gọi là trên thế giới cũng nhiều cha cũng khá làm tổ, nhưng mà không có dễ gặm đâu nha, không có dễ gặm đâu. Nhưng mình thấy bên Ấn Độ có ông Krishnamurti, ông Osho, Krishnamurti hả, rồi ông Osho. Việt Nam mình thì có ai, có Đức Huỳnh giáo chủ ha, Việt Nam là Huỳnh giáo chủ, Huỳnh Vũ Sổ đó, Huỳnh giáo chủ. Rồi ai nữa, rồi ông Minh Đăng Quang hả, rồi ai nữa, Ngô Ngô chi ta, Ngô Văn Chiêu. Mà sau này đó là cái người thừa kế là ai ta, thừa kế là Phạm Công Tắc, ông hộ pháp Phạm Công Tắc hả. Rồi thứ hai nữa là Thanh Hải, Thanh Hải vô vô thượng sư. Mà mình thấy có bì được người ta không, trong đây là mình thấy thành công nhất trong đây là có ông Huỳnh giáo chủ thôi, Huỳnh Vũ Sổ thôi, 19 tuổi mà có trong tay là 2 triệu tín đồ. Mà tại sao? Là bởi vì được ba cái thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc đó là mình đang bị pháp đô hộ. Mà cái hoạt động của Phật giáo Việt Nam lúc đó rất là mơ hồ, các vị tôn túc một là chìm sâu ở trong kinh điển không có ngó ra ngoài, còn hai nữa là cúng đám tụng niệm mê tín dị đoan, cho nên không có nắm được người dân. Thì ngay cái thời điểm đó thì cái hòa hảo nó ra đời như là cộng sản mà ở ngoài miền Bắc vậy đó, tức là ra đúng lúc mọi người đang chớ giới thì họ gặp được mình, giống như là chết đuối mới gặp cái phao vậy đó. Cho nên là chỉ có một mình ổng là thành công, mà bởi vì cái đạo cái giáo lý hòa hảo nó là rất đơn giản: thờ Phật, ăn chay và không cần xuất gia, mà đặc biệt không cần phải cung đốn hầu hạ phục vụ quỳ lạy tăng ni. Phật là Phật chung, ai thích thì theo, chứ không có chuyện mà tôi phải nuôi anh, tôi cũng là con Phật, anh cũng con Phật, mắc cái giống dại gì mà tôi phải nuôi anh, phải mắc cái giống gì tôi phải quỳ tôi lạy anh. Đấy, nó giống như là Tin Lành này, họ không có phải nghe lời Vatican vậy đó. Này, bởi vì cái Catholic á, họ còn phải thờ cha, thờ linh mục, thờ giám mục, thờ hồng y, thờ giáo hoàng tùm lum hết, nhưng mà ở đây khỏi, miễn lễ các khanh hãy bình thân nhé, Chúa là của chúng, mục sư chỉ là người đại diện Chúa rao giảng tin mừng cho các tín hữu nhé. Và sau khi bước ra khỏi nhà thờ thì mục sư có quyền có vợ, và tôi và các anh quý gia được xem, mới khác gì hết. Đó, cho nên nhờ vậy hòa hảo họ mới thành công đó. Mà giáo lý chỉ trình bày trong mấy cái khổ thơ mà sấm giảng mà lục bát nó dễ, tôi muốn chết luôn vậy đó. Rồi mình thấy ông Minh Đăng Quang thì dĩ nhiên ông cũng có những thành công nhất định của ông. Nhưng mà rồi Ngô Văn Chiêu, tức là cái người mà đốc phủ sứ, mà nghĩ là cái ông đó là sao mấy ngày mà ông được đức tiên ông thượng đài Ma Ha Tát mà truyền cái đạo cạo đà cho ông đó, lập rồi sau đó kể kế thừa là Phạm Công Tắc. Rồi sau này mình có Thanh Hải vô thượng sư, nhưng mà không thành công, khó lắm quý vị, khó lắm. Tôi nói hồi là cố ý tôi lạc đề mà tôi cố ý để cho ai trong trong mà có cái ý lập giáo, lập giáo là mở đạo, làm ơn nhớ kỹ, không phải dễ gặm đâu nha. Cho nên cuối cùng nó mới cử cái ông này nè đi học với Đức Phật. Thì lúc bây giờ cái ông này mới suy nghĩ, tôi chú giải mới suy nghĩ thế này, ông suy nghĩ bây giờ là mình tới ai ta, Kassanuko Sanjikan Gantava Hangi Mang Tham Mang Kip Pang Lap Thung Sakhi Sa Mi Tí, bây giờ mình đi tới ai đây, bây giờ mình tới người nào để mình học cho nó lẹ đây. Đấy, đấy, để nào mình suy nghĩ thế này, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ, để suy nghĩ. Mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ. Là bây giờ mình tới ai để mình học lẹ đây ta? Tới ai đây? Thì ông có thể nghe mà tới tới trường gặp ai, mình nên đến gặp ai để mà học giáo lý
ngon lành nhất. Đã viết đáp án cái máy này, mình sẽ gặp ai để học giáo lý tốt nhất? À, thì mới nghĩ đến ngày nay, tại vì mấy vị kia mỗi vị sở trường một một môn, nhưng mà đặc biệt là ngày nay là ngày được xem là đệ nhất đa văn, là thâm phần đời cái là thủ khố người giữ kho, cho nên đến ngày nay là sẽ xuất gia. Bây giờ tôi hứa bà con tôi không có đi ra ngoài nữa, mình tôi giảng y trong kinh ha. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nhìn thấy ông, ngài mới suy nghĩ. Đức Thế Tôn là mới suy nghĩ, ngài mới suy nghĩ, ngài biết vừa gặp ổng là ngài biết liền, ngài biết ông này nè, ông này nè, ông này đó là coi như đó là sao mà nó cứ chạy riết vậy ta. Ngài biết ông này là sẽ là ông này đi đến đây với mục đích là ăn cắp cái giáo lý, nhưng mà ông này sau này nó sẽ là một cái người sẽ là ông sẽ là người tỉnh ngộ, và ông sẽ giác, ông sẽ chứng đắc quả vị A La Hán. Cho nên ngài mới nói ngài nan thôi cho đi xuất gia đi, làm lễ cho xuất gia. Thì ngài nan mới trao truyền y bát về truyền giới cho vị này, xong xuôi rồi thì vị này xuất gia. Một thời gian đã nói ông rất là giỏi mà tinh thông Tam Vệ Đà hả, cho nên là ông học giáo lý rất là nhanh. Và ở đây các vị cũng nên nhớ thêm là cái bằng cấp thì không là tất cả, nhưng cái kiến thức sâu rộng thì luôn là nền tảng quan trọng cho chuyện học hỏi. Ở đây ai mà có đi học, mình đây mình đi, quý vị thấy một cái người mà có cái bằng đại học á, chỉ trừ ra cái người đó nó quá tệ thôi. Tại có những người họ lạ lắm, họ học tủ á, có việc biết học tủ không? Học tủ có nghĩa là cái giỏi của họ nó vừa đủ để mà lấy điểm thôi. Chỉ trừ cái người đó tôi không có nói, chứ thông thường ấy thì cái mà nói mình khi mình có được cái bằng đại học rồi thì cái khả năng mà nghiên cứu sưu tra biên khảo mình nó giỏi hơn cái người khác, cái người mà không có bằng đại học, mình phải nhìn nhận cái đó. Cho nên các cái ngài như là ngài Mốc Gali Puttatissa hả, rồi ai nữa, rồi ngài Puttakosa hả, rồi ai nữa, rồi Na Tiên Nagasena hả, đều tinh thông Veda trước khi học Phật pháp. Đó, các vị đó, những cái vị này là đa, đây là những cái nhân vật mà lừng lẫy của Phật giáo Năm Tông mình đó, là đều tinh thông Veda trước khi Phật pháp. Lấy cái nền đó đi học đạo thì nó đã đời lắm nha. Thì ông vô ông xuất gia, ông học rất là nhanh. Mình thấy trong trong kinh Tương Ưng ấy nha. Trên kinh Tương Ưng thì mới kể cho mình nghe một chuyện mà trong chú giải, đọc chú giải mới thấy, tức là có những vị tỳ kheo, có những vị tỳ kheo sau theo trong kinh nói đó, thì trước cái mùa mùa nhập hạ đó, thì các vị nếu mà Đức Thế Tôn còn thì họ đến, thì gặp Đức Thế Tôn, họ đến lễ, họ nói là họ báo trước là xin Thế Tôn cho chúng phép chúng con đến chỗ nào chỗ nào chỗ nào để chúng con nhập hạ 3 tháng, và trước khi chúng con đi thì xin Thế Tôn dạy cho chúng con cái đề mục. Đề mục tức là cái mà công án đó để mình chúng con tu tập trong thời gian 3 tháng mà không có Thế Tôn bên cạnh. Thì lúc nào hãy mà các vị có yêu cầu như vậy thì Đức Phật ngày quán xét xem coi cái mấy vị này hợp với ai. Nếu mà hợp thích hợp với ngài, nó có duyên với ngài thì ngài hướng dẫn, còn không thì ngài xét thấy mấy vị này có duyên với ngài Sa Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp thì các thì Đức Phật ngài ngài sẽ nghỉ. Ngài hỏi là các ngươi có đến gặp Xá Lợi Phất chưa, các ngươi có đến gặp Ca Diếp A Nan chưa, thì nếu mà các vị nói dạ chưa thì nó hãy đến từ giả đi, đó là những vị thầy, những vị bạn mà các ngươi cần phải học hỏi, rồi từ có cứ như vậy đó. Thì cứ vị mấy vị tỳ kheo này cũng như vậy, nó đến học đề mục thiền định từ Đức Phật, xong rồi thì các vị đi vô rừng tu hành rồi đắc A La Hán hết.
Mà ở trong đây có nói rõ cho mình biết đó là, ở trong đây cho mình biết một chuyện đó là A-la-hán có nhiều loại, một là Sukha quý Vipassaka, Vipassaka có nghĩa là tu tứ niệm xứ để làm khô kiệt phiền não. Chữ khô, khô kiệt ở đây đó ha, mở đơn khô kiệt là gì, là xúc khác ha, khô kiệt phiền não, rồi chứng la hán không có thiền định hay thần thông. Rồi còn cái hạng thứ hai là hạng Samatha, Yanika, tức là trước khi chứng La Hán đã có thiền định thần thông. Đó, nó hai hạng như vậy đó. Cái chữ Sukha Vipassaka có nghĩa là cái hạng là tu tứ niệm xứ để mà làm khô kiệt. Cái khô kiệt ở đây bà con nhớ nha, cái chữ Sukha đó nó có nghĩa là happy, happiness. Nhưng mà chữ xúc khá đó nó có nghĩa là khô. Làm ơn nhớ giùm nha, làm ơn nhớ giùm hai chữ này nha. Làm ơn nhớ giùm hai chữ này nghĩa khác nhau, một chữ khê, còn một cái là hai chữ khê nghe, hai chữ ca đó. Khê à, cái chữ xúc khá là happiness, nhưng mà cái xúc khá đó có nghĩa là khô. Đâu này phải nhớ. Thì cái Sukha Vipassaka đây có nghĩa là chỉ làm khô kiệt phiền não thôi. Thì mấy cái vị tỳ kheo này nè, sau khi mà đã xin được cái đề mục từ Đức Thế Tôn rồi, mới đi vô trong rừng sâu núi thẳm rồi thiền định anh em với nhau trong đó mấy tháng, rồi cuối cùng đi ra thì đắc quả A-la-hán hết. Các vị mới về trình pháp với Đức Phật. A-la-hán không có khoe với ai hết, nhưng mà riêng đối với thầy tổ của mình á, trong trường hợp đặc biệt nào đó thì mình vẫn có thể trình pháp, mà trong trường hợp là dân nhà nghề với nhau, cứ là thánh với thánh thôi. Chứ trường hợp như mình học trò mà mình chứng thánh mà ông thầy mình ông là phàm phu thì mình không có mắc cái chứng gì mình đi nói với ông thầy hết trơn, ông biết cái gì mà nói. Một là ông hoang mang, còn hai nữa là khó xử trọng, bởi vì mà khi mà học trò là thánh rồi, học trò không có quỳ lạy mình được nữa. Nếu là học trò là vị A-la-hán mà ông thầy là một vị phàm phu thì trường hợp này mà quỳ lạy rất là khó cho ông thầy, tổn đức nha. Trên tốt tốt hết trường hợp gì là tránh mặt. Tổn đức cho cái ông thầy phàm phu của mình ấy. Cho nên mấy vị này trong trường hợp đó với Đức Phật thì khác, Đức Phật vừa là đạo sư mà lại vừa là bậc thánh nhân nữa, cho nên cái vị về mới trình pháp với Đức Phật. Mà cái cách trình không có phải là vỗ ngực xưng tên là con là A-la-hán, phải, mà cái cách nói đó, cái cách nói đó. Chẳng hạn như mình, tôi tạm ví dụ thôi. Một là bà con vô ở trong trưởng lão tăng kệ để xem mấy cái câu kệ mấy vị thánh đó. Ba minh ta đạt được mà lời Phật dạy làm xong. Thì ở trong kinh điển mình cái câu mà lời Phật dạy làm xong đó, nó có nghĩa là đã xong rồi, không còn gì để làm nữa hết, nghĩa là chứng thánh rồi. Thì ông Sushima này nè, lúc đó ông đã xuất gia tỳ kheo rồi, bữa đó tình cờ ông có mặt ở trong cái buổi đó, cái buổi mà mấy vị kia về trình pháp đó. Thì ông hiểu ngầm là mấy vị này tự xác nhận trước mặt Thế Tôn rằng là mình đã chứng La Hán. Ông nghe vậy ông muốn, ông có tò mò, ông muốn tìm hiểu thêm. Thì một lát sau ông ra ông gặp riêng mấy vị này, ông hỏi nếu mà tôi không lầm á, thì các vị vừa xác nhận với Thế Tôn là các vị đã chứng thánh, như vậy thì các vị có khả năng, có các cái khả năng thần thông hay không, như là biến hiện đi mây về gió, thăng thiên độn thổ, đi trên nước, xuyên qua vách, xuyên qua tường, vân vân, mà nhớ được ba đời tám kiếp hay không, thì các vị này nói không. Thì ông mới nói lạ lùng thế, chứng thánh mà lại không có khả năng đó. Thì các vị nó chỉ trả lời một câu thôi: hiền giả tin hay không thì tùy, nhưng mà mọi chuyện nó đúng là như vậy. Hiện giả có tin hay không thì tùy, nhưng mà mọi chuyện thì đúng là như vậy. Các vị không muốn giải thích thêm. Thì ông này, ông Tsushima này, ông nghe thấy làm lạ lắm, ông mới vô ông hỏi Đức Phật.
Người ông hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài mới dạy cho ông nghe về giáo lý duyên khởi. À, rồi ngày ngày mới dạy cho ông nghe về giáo lý duyên khởi. Chuyện đầu tiên, trước hết Đức Phật hỏi Susima về tam tướng của năm uẩn. Đó. Tiếp theo là giáo lý duyên khởi. Ngài hỏi rằng một người hiểu thấu được những vấn đề đó có thể là một bậc thánh hay không? À, thì ông Susima đó đồng ý. À, để ngài hỏi thêm, nếu chứng thánh với những nhận thức đó, thì có thể nào có thêm các thần thông thiền định nếu đương sự không trau dồi riêng những thứ đó? Thì lúc này Susima mới hiểu ra đó, tức là trong trong này ai cũng trên 18 tuổi mà tôi hướng dẫn giống như là baby gì đó, là lời thầy nói miệng mà viết ra chữ cho bà con đọc vậy đó. Tức là ngài hỏi rằng á, một người mà hiểu thấu được những vấn đề đó, đó có thể là một bậc thánh hay không? Ông Susima đồng ý, nói vậy đúng. Nếu mà nhận thức đúng như vậy bằng trí tuệ của mình á, không có vay mượn từ sách vở, từ những cái bài giảng, những cái lời giải thích của người khác, thì đúng rồi, đó là có thể thành thánh. Thì ngài hỏi nếu mà thành thánh, nếu mà chứng thánh mà với những nhận thức đó, đó thì có thể nào mà có thêm những thần thông thiền định hay không, nếu mà mình nếu mà đương sự không trau dồi riêng những thứ đó? Đó thì ở đây cái câu hỏi của Đức Phật là gì? Trên đây mới là nội dung của kinh. Ngài hỏi là các uẩn là thường hay vô thường? Chắc chắn là người học đạo phải trả lời là dạ vô thường. Cái gì có thì nó phải mất thôi thì đó là vô thường. Thì thứ hai đó là cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay vui? Dứt khoát là khổ. Rồi người hỏi cái gì mà là vừa vô thường vừa khổ thì cái đó nó có đáng để mình gọi là của mình hay không? Nó vậy không, mình tưởng mình kiếm cái của mình là phải ngon lành mới là của mình, chứ còn đằng này nó trời đất hỡi mà của mình cái gì? Thí dụ như bây giờ các vị hỏi tôi vậy chứ cái học xoàng này phải của sư không? Tôi nói phải. Hỏi chiếc xe này phải của sư không? Nó phải. Hỏi cái villa trị giá 8 triệu này phải của sư không? Tôi nói phải. Nhưng mà tới hỏi gì chỉ cái đống rác, hỏi cái đống rác là phải của sư không rồi tôi làm sao? Thì dĩ nhiên bụng tôi khùng sao tôi không biết, cái đống rác đó nó nằm trên đất của tôi thì nó là của tôi chứ của ai. Nhưng mà phải nói đó là cái lúc của tôi lúc này nó hơi khó bật ra lắm, là tại vì cái hộp xoàn là của tôi được, cái villa của tôi được, villa hay là vali cái nào cũng được, nhưng mà cái đống rác mà hỏi cái này phải của sư không mà tôi có, nó cũng kỳ, nó không có đáng nha. Nếu tôi nói mà còn hiểu không ta? Hoặc là quý vị nói thì miền Tây, quý vị đi ra sau hè, quý vị gặp cái miếng dùa và gặp cái chén mẻ, quý vị hỏi cái này phải của sư không mà tôi nói dĩ nhiên nó là của tôi đó, nhưng mà nó không có đáng đâu. Nếu mà thực tế quý vị hỏi tôi vậy, tôi hỏi có chuyện gì không, kẹt lắm thì tôi mới chứ còn thông thường á, mà phản ứng thông thường á, quý vị hỏi xin lỗi một cái đống phân đi, cái đống phân người hay phân thú không cần biết, mà tôi hỏi cái này phải của ông thì mình nghĩ có lẽ không ai trả lời hết. Tôi hỏi có chuyện gì không đó. Ở đây cũng vậy, khi một người mà họ thấy rằng cái gì nó cũng vô thường, cái gì nó cũng khổ hết, thì họ không còn nghĩ đến cái chuyện là cái này là tôi, cái này của tôi nữa. Đây nó vấn đề nằm cho nó. Rồi tiếp theo Đức Phước Tôn ngày học
32 tâm quả thiện ác, từ 32 quả thiện ác, sáng nay ôn lại nha, mới có 19 tâm đầu thai. Từ chuyện đầu thai vào các cõi mới có 6 căn, rồi từ đó là 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 4 thủ, 2 hữu, rồi thì ta tiếp tục sanh già đau chết, làm thành sanh già đau chết, rồi cái sầu bi khổ ưu não, rồi thì do chi, do vô minh trong bốn đế, nên khi khổ quá lại tiếp tục giải quyết vấn đề bằng cách chi ta, invest, giải quyết vấn đề bằng cách là invest, tức là đầu tư á, ba hành. Cứ thế là một, cứ thế cuộc trầm luân là một vòng tròn khép kín, chứng thánh là phá nát vòng tròn đó, như vậy thôi. À, biết rõ là do vô minh trong bốn đế mới có ba hành nè. Rồi cái cho nó điều quan trọng nên nhớ thêm là lý duyên khởi không chỉ là vấn đề của đời này với kiếp khác, mà phải được hiểu là ngay bây giờ khi mắt ta thấy, rồi cái gì nữa, tai ta nghe, mũi ta biết mùi, đầu ta suy nghĩ, thì là lúc lúc gì, sáu căn mở một đơn lục nhập làm việc, trong đó có sáu xúc, rồi sáu thọ, rồi sáu ái. Sáng nay đó ha, mà ai mà không có giữ cái lớp này hoặc là không nghe lại cái băng giảng này thì coi như là quá sức là bất hạnh, quá sức là thiệt thòi. Ok, ôn lại ha, ôn lại rồi ai lộn đó là chỗ đó, nhớ nha. Có nghĩa là nguyên cái phẩm mà nhân duyên này đó là ôn lại, là ôn lại như vậy đó, tức là do không có biết tứ đế là cái giống giải gì, cho nên nó khi mà khổ quá đó là tìm cách giải quyết, mà giải quyết bằng cách nào, là đầu tư ba hành. Là ba hành làm sao biết, trong rung còn nhớ hay nó quên sạch mình cũng không hiểu. Ba hành tức là bất động hành, xin lỗi, là phi phúc hành, có nghĩa là cắm đầu đi làm chuyện tầm bậy như là sát sanh trộm cắp, nhiều chuyện đâm thọc ganh tị nói dóc lừa đảo tham lam tích trữ tư hữu vân vân.
thì đó được gọi là, bắt gọi là phi phúc hành. Còn cái phúc hành đó là cắm đầu cắm cổ đi làm phước, đi làm hành thiền, để phục vụ hồi hướng mà lại cầu công đức sanh về các cõi nhân thiên, thì đó được gọi là phúc hành. Hoặc là phúc hành nó còn có cái nữa, cái là chuyên tâm thiền định để mong sanh về các cõi phẩm thiên, sống lâu cho đã đời ông địa nên đó, thì đó cũng là phúc hành. Nói chung là phúc hành là công đức ở cõi ngũ uẩn, còn bất động hành là công đức để sanh về cõi của tứ uẩn và cõi vô sắc. Nè, nói gọn lại đi thì ba hành chính là tất cả thiện ác trong đời. Nè, người mà không biết gì hết thì giải quyết cái khổ quá thì chỉ biết đi, ta đói quá, cần tiền quá, ham danh ham lợi quá thì chỉ biết đi làm bất thiện, làm chuyện tầm bậy. Còn cái hạng thứ hai đó thì khá hơn chút, có đạo đức hơn chút, thì muốn hết khổ, muốn được vui thì đi làm lành làm thiện đó, hai cái đó. Mà hễ làm thiện đó thì sanh về cõi vui, hết tuổi thọ cũng trở về với cái chỗ thấp. Rồi còn anh mà làm ác thì mình miễn bàn nha, còn anh làm thiện đó anh đi cho đã, xong cũng trở về cứ vòng vòng vậy đó, cứ lên đọt đọt cây xong rồi tuột xuống với cái đống sình, rồi xuống đống sình thời gian cái khá khá gặp thầy gặp bạn nhắc nhở, anh leo lên đọt cây, leo lên đọt cây anh bữa cũng lọt xuống sình, nó lại nó cứ vòng vòng như cái đọt cây rồi cái đống sình rồi cái leo lên đọt cây, mà cứ suốt mùa thu cách mạng cứ như vậy không có ra khỏi được nha. Cứ như vậy thôi thì được gọi là luân hồi. Bởi vì cái chữ luân hồi nó có cái chữ vách, cái luân hồi nó có nhiều nghĩa, nó vách tác có nghĩa là circle, chữ vách tá, còn chữ vách tá mà chấm hai dưới đó, còn hai nữa đó là cái chữ sang xa đó. Cái chữ sang xa đá này, cái chữ này rất là khó dịch. Cái chữ này nó có cái chữ này mà tôi dịch, nếu mà tôi dịch là ngựa quen đường cũ. Oh, turn again. À, có nghĩa là nó cứ quay tới quay lui, quay tới quay lui, nó cứ đi tới đi lui hoài, đó gọi là sang xa đá. Nó cứ lên trên rồi nó tuột xuống rồi nó lên, lên mây rồi nó xuống sình, nó xuống sình rồi nó lên mây suốt như vậy đó. Cho nên Đức Thế Tôn mình xác nhận rằng tất cả hiền thánh ở đây, đây gọi là Sa Môn Bà La Môn, tất cả hiền thánh ba đời mười phương. Ba đời có nghĩa là gì ta? Ba đời là chi ta? Alo, ba đời mười phương, ở đây có ai hiểu chữ ba đời mười phương không? Ba đời là tất cả mọi thời điểm, quá khứ hiện tại vị lai. Còn mười phương ở đây có nghĩa là tất cả mọi phương hướng không gian thì gọi là mười phương. Ở đây mà bà con hay kể mười phương được không, trong 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 ai biết biết mười phương không ta? Mười phương đấy nghĩa là đông tây nam bắc là bốn hướng chánh, rồi bốn hướng phụ là cái gì? Đông bắc tây bắc, đông nam tây nam là bốn nữa là tám, cộng với trên dưới nữa là 10. Mà sở dĩ người ta nói ba đời mười phương có nghĩa là không gian thời gian nào đi nữa, không gian thời gian nào đi nữa phải thêm bốn cái phụ nữa, đông tây nam bắc là bốn hướng chánh, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Một chiều rừng mưa từ nơi chiến trường đông bắc đó, là trong đó là nó mới có một trong trong mười phương thôi. À, là coi như là thiền thánh ba đời mười phương thì đã nói là thánh nhân thì dứt khoát là phải biết rõ giáo lý nhân khởi nha. Rồi tiếp theo cái kinh tiếp theo y chang như vậy ha. Trong cái kinh tiếp theo là kinh gì ta? Kinh Đạo Sư. Kinh Đạo Sư đấy, cảm ơn, thỉnh thoảng có cho biết có nghe hay không. Kinh Đạo Sư thì Đức Phật ngài dạy rằng với người nào trong kinh này Đức Phật dạy rằng muốn hết khổ phải hiểu ngọn nguồn của khổ là
là gì? Là hệ thống duyên khởi. Không hiểu được lý duyên khởi, đừng hòng thoát khổ. Nếu tự mình không thể hiểu được lý duyên khởi thì phải biết tìm thầy để học. Lúc đầu biết qua thầy, sau đó biết bằng chính sự chứng ngộ của mình. Đó, thì cái chữ thầy ở đây tiếng Bali kêu là cái gì? Thầy ở đây tiếng Bali kêu là cái gì ta? Sắp tha. Trong đây nó là sắp tha tí. Rồi cái gì nữa? Thô và cái gì nữa? Sa quá cô và thầy ở đây là Đức Phật hoặc đệ tử của ngài. À, nó như vậy đó. Sắp thà tí được gọi là thầy ở đây có nghĩa là Bụt Thô Va Sa và Cô Va. Thầy ở đây là Đức Phật hay là đệ tử của ngài. Có nghĩa là cái nội dung của kinh này Đức Phật ngài dạy rằng là muốn hết khổ á là phải hiểu ngọn nguồn của khổ là hệ thống duyên khởi. Không hiểu được lý duyên khởi thì đừng hòng thoát khổ. Mà nếu tự mình không thể hiểu được thì phải biết tìm thầy để học. Lúc đầu biết qua thầy, sau đó bằng chính sự chứng ngộ của mình. Đó là nội dung của cái bài kinh cuối cùng. Bài kinh cuối cùng của cái phẩm này nha. Bây giờ là 7 giờ đúng rồi. Bây giờ 7 giờ đúng. Bây giờ mình thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Có nghĩa là trong mấy cái bài kinh sau này Đức Phật nhấn mạnh một chuyện rất là quan trọng. Đó là toàn bộ đau khổ đi ra từ duyên khởi, từ hệ thống duyên khởi. Mà anh không biết cái hệ thống duyên khởi là cái gì thì làm sao anh hết khổ? Đấy. Không biết các vị còn nhớ cái chữ transparency hay không? Cái chữ này rất là quan trọng, là cái chữ này có nghĩa là bạch hóa. Tào chính là thấu minh. Đó. Có nghĩa là sao? Trong một cái hệ thống chính trị bao gồm chính phủ và xã hội mà muốn cho nó được phát triển là nó phải có cái sự minh bạch, transparency. Những cái vụ mà hối lộ tham nhũng rồi bè đảng thì tất cả nó phải được soi rọi, nó được bạch hóa hết thì nó mới phát triển được. Thì trong một cơ thể con người cũng vậy, khi mình đi bác sĩ mình muốn chữa bệnh thì sao? Chuyện đầu tiên là phải transparency. Mình không có được quyền giấu cái gì với bác sĩ hết. Cái chữ này xài ở đây nó hơi kỳ nha. Trong trường hợp bác sĩ bệnh nhân mà tôi xài chữ transparency hơi kỳ. Nhưng mà tại tôi đang dùng cái chữ này ở nghĩa rộng, thì từ bên chính trị, từ bên vấn đề quốc gia tôi nói về bệnh hoạn nha. Thì anh muốn bác sĩ chữa bệnh cho anh thì anh phải để cho bác sĩ toàn quyền khám phá toàn bộ cái con người của anh từ trên đầu xuống tới gót chân nha. Là ông muốn thử phân, thử đàm, thử máu, thử nước tiểu là anh phải cho ông thử. Rồi ông chụp X-ray, rồi CAT scan hay là MRI, là ông muốn làm cái gì thì cũng phải để cho ông làm. Ông nghi ngờ cái gì thì ông được quyền soi rọi cho tới nơi tới chốn. Ông phải biết rõ vì đâu mà mình có cái cảm giác đau đớn đó, vì đâu mà cái bụng mình nó phình ra như vậy, vì đâu mà mình ăn không ngon, ngủ không yên, vì đâu mà mình bị đau chỗ này nhức chỗ kia, vì đâu mà mình bị cái này cái đó. Ông phải biết rõ ngọn nguồn ông mới chữa cho mình được. À, thì toàn bộ cái dòng sinh tử cũng vậy đó. Mình phải biết rõ cái ngọn nguồn ở đâu nó ra thì mình mới có cách mình giải quyết nữa chứ. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng là toàn bộ những hiền thánh
ba đời mười phương. Đã nói là hiền thánh là cái người thoát khổ, mà muốn thoát khổ là trước hết phải biết rõ, phải làm minh bạch, không có một cái góc khuất, không có một cái chỗ khuất nào hết. Biết rõ là những cái khổ này ở đâu nó ra, khi biết rõ ràng rành rọt nha, thì tự nhiên mình gì mình mới có hướng giải quyết đó. Khi mình giải quyết thì mình mới hết khổ, chứ cái này nó quan trọng lắm. Nghe thì cái hơi nhàm đó, nhưng mà tôi nhấn mạnh nói đi nói lại rất là nhiều lần, anh phải biết rõ là cái khổ này ở đâu nó ra. Anh cứ cắm đầu cắm cổ mà anh lo tiền, lo bạc, lo danh, lo lợi, lo tình cảm, lo gia đình mà anh muốn thoát khổ, thì cái chuyện tôi nghĩ hơi khó, hơi khó. Tôi có biết trong số những người quen của tôi có một cái cô Phật tử, hôm nay tôi nhắc của bạn nó kỳ chứ, cổ thông minh lắm, cổ thông minh. Mà trong đời của tôi năm nay tôi 46 cái mùa mưa trong cái cuộc biển dâu này, thì cổ là một trong số chắc nhiều lắm, là một bằng chừng một cho tới hai bàn tay của tôi, thông minh lắm. Có nghĩa là cổ có thể hiểu được những vấn đề rất là sâu kín, trừu tượng ở trong Phật pháp, thông minh. Nhưng mà kể từ khi cổ có chồng rồi thì cổ chỉ có biết có con thôi, các vị biết không? Chồng cổ thì coi như cổ có đủ, không biết là do người cổ nó làm sao mình không biết, nhưng đại khái chồng cổ thì ok. Nhưng mà riêng đối với con thì cổ coi con cổ nó giống như là tam bảo vậy đó. Có thể là mình nói xấu Đức Phật thì cổ không lên tiếng, nhưng mà nói xấu con cổ là cổ coi như cổ dứt khoát cổ lên tiếng đó. Mà coi như nó là cổ chỉ biết có con cổ thôi, và cổ vì con cổ mà bây giờ mà kêu cổ coi như làm cái gì cổ cũng làm hết. Mà may mắn là cổ tương đối là có tiền, chứ nếu mà cổ nghèo mà con của cổ mà nó muốn hưởng thụ mà cổ đi ra mà cổ đi làm những cái chuyện mà tệ lậu nhất của xã hội dám cổ cũng làm chứ phải không, dễ sợ như vậy. Thì mình thấy rằng nó là cái chúng sinh ấy ở đời đó, mỗi người nó có một cái chỗ lụy, mỗi người nó có cái chỗ lụy mà mình trải kẹt trong đó rồi đừng hòng mà thoát ra, đừng hòng mà thoát ra. Cho nên là tôi nói tới đâu rồi bà con còn nhớ không, tôi đang nói tới cái gì vậy, tôi đang nói tới cái gì? Alo. No, trước đó tại sao tôi nhắc đến chuyện đó vậy? Tại sao tôi đang nói cái gì mà tôi nhắc đến chuyện đó vậy? Ok, ông là Lý Duyên Khải, đúng rồi. Thì mình phải biết rõ cái ngọn nguồn ở đâu mình khổ nha. Mà bây giờ mình cứ cắm đầu cắm cổ mà mình cứ lo cho con, lo cho nhà, lo cho mấy cái biêu bọng, thì làm sao mà hết khổ đây? Cảm ơn quý vị nha, làm ơn nhớ. Cho nên cuối cái chương này Đức Phật cần nhấn mạnh nè, cái gì để hiểu được Lý Duyên Khởi, cuối cùng các kinh sau có nội dung đại khái giống nhau. Rồi bắt đầu. Đã. Trao dồi thiện pháp theo lý tưởng, buông bỏ, mở một đơn, lìa xa lý tưởng của ba hành. Hả? Hả? Rồi tránh xa các ác pháp, mở một đơn, vốn là tinh thần của ba hành đó, để từng bước tháo gỡ phá bỏ cái vòng tròn khép kín của chi, của hệ thống duyên khởi. Hệ thống duyên khởi có nghĩa từ đó giờ đó, xưa nay hả, thì phải là ghi xưa nay thấy hay nghe cái gì, chỉ biết thích hay ghét, bây giờ khi sáu căn làm việc thì để chánh niệm
biết ta biết sáu căn đang làm gì và cái gì cũng do duyên mà có, đã có rồi thì phải vô thường. Đó, nó khác nhau vậy đó. Ngày xưa đó, ngày xưa đó, thì xưa nay thấy cái gì thì chỉ biết thích hay là ghét thôi. Đó, còn bây giờ á, thì khi mà sáu căn mình làm việc á, thì mình để cho chánh niệm á, nó biết sáu căn đang làm gì. Chánh niệm á, thì ghi nhận, mà trí tuệ đó thì biết rõ. Rồi ghi nữa nè, chánh niệm á, thì biết biết cái gì, biết how is, còn cái trí tuệ đó thì biết what is. Không biết bà con có đọc cái này hiểu không ta? Trí tuệ nó biết rõ mọi thứ á, cái trí tuệ đó nó biết rõ mọi thứ bản chất nó là cái gì, còn cái chánh niệm thì biết rõ là danh sắc đang ra làm sao, một cái là how is, một cái là what is. Ok, cảm ơn. Như này nó gọn vô cùng. Tức là cái anh trí tuệ đó, anh biết rõ là cái đó bản chất nó là gì, còn anh chánh niệm anh biết rõ là cái đó nó đang ra làm sao. Ví dụ như mình biết rõ là biết rõ mình ngồi lâu này, ngồi lâu quá nó mỏi, quá sức mỏi nè, thì cái anh trí tuệ nó là khổ thọ. Cái anh trí tuệ đó, anh trí tuệ nó là khổ thọ. Còn anh chánh niệm anh biết rằng chánh niệm anh biết là đang khổ, hoặc là anh biết là muốn đổi hoài nghi, đang muốn đổi hoài nghi, đang muốn nha, đang muốn đổi nghi, hoặc là anh chỉ biết là đang khổ. Còn cái anh trí tuệ anh biết rõ là đang biết rõ cái mà khó chịu này nè là khổ thọ, không phải tôi đang khổ mà là khổ thọ đang có mặt. Tôi ghi nhận cái này, không phải tôi đang khổ mà chỉ là khổ thọ đang có mặt. Biết nói nghe hiểu không ta? Trước đây nghĩ rằng đó là chiếc xe của tôi, bây giờ hiểu rằng đó là một đống đồ phạt được lắp ráp hợp lý để vận hành trên đường. Chỉ vậy thôi, tôi đang ví dụ thôi nha, nhưng mà sự thật đó là như vậy. Trước đây mình nghĩ đó là chiếc xe của tôi, còn bây giờ mình hiểu rằng đó là một đống đồ phạt, một đống linh kiện, một đống phụ tùng được lắp ráp hợp lý để vận hành trên đường. Nói ra nghe nó hơi kỳ nhưng mà thật chính là như vậy. Thì nhờ hiểu như vậy đó nó bớt khổ. Trước đây mình nghĩ đó là ông A, là bà B, là tôi, là họ, là hắn, là nó, là nàng, là chàng. Còn bây giờ mình hiểu rằng toàn là đồ ráp không, mà sự thật nó là như vậy. Chỉ cần một cái cơn bạo bệnh mà nó xảy đến ha, thì coi như là những cái chuyện mà kề vai tựa má, đầu ấp tay gối gì đó là bỏ hết. Tôi nhớ có một cô Phật tử ở Houston, bây giờ cũng già rồi, cô rất là sợ ma, thì cô nói cái này, cô nói con sợ có một chuyện thôi, ông xã con chết rồi, con ở nhà một mình, mà thêm một cái nữa đó là ông xã con cũng chết rồi, mà nếu mà đêm hôm mà chưa kịp đem đi mà con một mình con với ổng ở nhà con không biết phải làm sao. Trong lúc mà chờ cái xe của cảnh sát, xe của nhà thương nó tới nó lấy xác đi thì con không biết phải làm sao. Đó, bà sợ ma đó đấy. Mà bà nói này còn lạnh sống nữa, bà nói là sự bị con sợ nhất cái cảnh mà con chết rồi mà bắt con nằm một mình ở trong nhà hoàng ấy, cái funeral home Việt Nam mình thì kêu là tang nghi quán hả, tang nghi quán thì Mỹ nó kêu là funeral home, tức là cái chỗ mà funeral home, cái chỗ mà
cái chỗ mà tan nghi, cái chỗ mà làm là quan sát mà chờ cho gì đó, chỗ mà quan sát để mà chờ đem đi thiêu hay đem đi chôn rồi vậy đó. Đó thì cái việc tưởng tượng không, tức là khi mình sống bằng một cái ý niệm như vậy thì nó ớn lắm. Nhưng mà tại sao tôi nói, tôi đem diễn ra, tôi nói là thương nhau như vậy đó ha, mà chỉ cần mà tắt thở một cái rồi đó thì nhiều người họ không có dám rờ tới mình nữa, thương nhau kinh khủng luôn nha. Cho nên lúc này mình mới thấm thía cái sự mà bạc bẽo, cái sự bẻ bàng, cái sự phũ phàng, cái gương mặt thật của đời sống nó là như vậy. Ở đây tôi không nói đến lòng người, không nói đến nhân tâm nha, tôi chỉ nói đến là một cái chuyện rất nhẹ nhàng, đó là một cái cảm xúc rất rất người, rất là thương thế. Chết rồi thì một ngày hai ngày nó có mùi thì con cháu nào mà nó thương yêu cách mấy, nó có dám giữ lại hay không. Lúc đó mình mới thấm thía, à thì ra cái mà mình gọi là ông A mà B nó là như vậy đó. Đó lúc đó nó chỉ là lúc đó mình mới thấy cái mùi đó là do mấy cái protein nó đang, mấy cái protein trong người mình ấy, nó lúc đó nó tạo ra cái mùi đó, rồi nó làm bình thường mình ăn, mình kiếm chất bổ sinh tố mình dọng vô, mà tới hồi mình chết là chính mấy quỷ nó làm cho mình thúi chứ là cái gì đây. Các bạn nhớ có, tôi biết có một lần nó trời đất ơi, tôi đi công chuyện xuống Tam Ba đâu chắc cũng cả những tuần lễ 2 tuần, tôi về mà trời đất ơi, tôi nghe một cái mùi nó hôi không có tưởng được, mà nó nhức đầu á. Một chuyện khó ai tin là cái trái khoai, cái củ khoai tây á, mình để dưới đất á, nó có thể nó nảy mầm, nhưng mà nếu mà vì một lý do nào đó mà nó bị hư á, thì cái protein ở trong cái trái khoai tây nó mạnh lắm, nó cao lắm, nó thúi không có tưởng tượng được, mà chỉ là củ khoai tây chứ không phải là một xác người đó. Cho nên nó rất là bẽ bàng ở chỗ là hôm nay cái người nào mà mình đang tương tư nhung nhớ, ở thì thương mà xa thì nhớ, ghê gớm cỡ nào, mà chỉ cần mà nó quên thở trong vòng 3 ngày thôi, chỉ cần không thở 3 ngày thôi thì coi như là tiền muôn bạc vạn mình cũng không dám ôm người đó vào lòng, cho dù đó là mẹ ruột, là cha ruột, là chồng, là vợ, là con, chết rồi thì thôi nha. Cho nên ở đây cái Đức Phật ngài xác định trong một loạt mấy bài kinh tiếp theo thì nội dung là gì? Đấy, nội dung nãy mới mới vừa ghi xong. Nội dung của bài kinh tiếp theo là gì? Tiêu rồi. Trau dồi thiện pháp theo lý tưởng buông bỏ. À, có nghĩa là lìa xa lý tưởng của ba hành là sao? Có nghĩa là lý tưởng ba hành tức nghĩa là đầu tư thiện hay là ác. Ở đây mình không đầu tư mà mình chỉ coi cái thiện nó là cái phương tiện thôi. Cái câu này phải ghi thêm, phải ghi câu này thêm. Thiện pháp trong lý tưởng giải thoát chỉ là vàng để vượt biên, hay tiền lo giấy tờ xuất cảnh, hay tờ giấy cây bút được dùng để làm giấy ly dị, không phải là những thứ mình muốn giữ lại làm của. Không biết gì có hiểu không ta, có hiểu không? Tức là cái thiện pháp mà trong cái lý tưởng, trong lý tưởng tu hành á, nó không có giống như là cái người bình thường mà không biết đạo giải thoát, họ làm lành để làm, họ muốn được sanh về cái cõi này cõi kia nha. Nhưng mà riêng cái người tu hành nó vẫn làm phước, vẫn tu tập, nhưng mà mình coi đó là ba la mật, nó là cái động lực để mà mình đi đến giải thoát. Nó giống như là vàng để mình đi vượt biên, hay là tiền để mình lo giấy xuất cảnh, hay là cái tờ giấy cây bút mà để mà làm, nó viết cái giấy ly dị, thì nó là như vậy đó. À, để nó là phương tiện để lìa bỏ, chứ nó không phải là cái để mà mình bỏ túi. Ok, bây giờ thì hơi ngưng được rồi, bây giờ ngưng được rồi, mệt rồi, bây giờ là 7:20, bây giờ nghỉ sớm thêm nó thêm 10 phút cũng ở đâu. Bây giờ thì để cứ tiếp theo là kinh gì, kinh đầu ngón tay.
Thôi cho học thêm bài kinh này nữa đi, học thêm bài kinh nữa. Thêm bài kinh này nữa. Alo. Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Ở đây á, Đức Phật trong cái bài kinh đầu ngón tay hả? Trong kinh đầu ngón tay. Tiếng Pali kêu là Nakha Sika. Nakasika. Sutta. Ở đây cái chữ Sika nó là thấp. Sika. Có nghĩa là thấp. Cái đỉnh ấy. Còn cái nó khá là cái móng, cái nó khá là cái móng, cái đầu ngón tay, đầu ngón tay, cái này móng, móng nó phải ngón nha. Bali á, Anguli là finger, còn cái nó khá đó nó là nail. Nhớ đó, một cái là finger, một cái là nail, một cái là ngón, một cái là móng, đầu móng tay. Đức Phật ngài dạy rằng á, một cái vị thánh ấy, một cái vị thánh ấy, cái kiến cụ túc ở đây là gì? Trong đây mới giải thích kiến cụ túc ở đây là gì. Kiến cụ túc ở đây là trí tuệ, trí tuệ trong bốn đế đó thì tối thiểu là sơ quả. Có lần ngài dạy rằng những vấn đề mà vị sơ quả đã giải quyết nhiều
như dãy núi Himalaya. Vấn đề còn lại chỉ là 7 viên sỏi tượng trưng cho 7 kiếp luân hồi mẫu đơn, nếu có. Tại vì cái vị tu đà quần nó chậm lắm, là trong vòng 7 7 kiếp là vị nó phải niết bàn. Đó là nói vị tu đà quần chậm á. 7 viên sỏi, nhớ nha, 7 viên sỏi. À, 7 viên sỏi. Thì ở trong có một bài kinh như vậy, cho nên tôi lấy bài kinh đó tôi giảng luôn chỗ này. Có nghĩa là ngài dạy rằng á, những cái vấn đề mà cái vị thánh phải phải giải quyết đó, tức là những cái khổ mà vị đó đã lìa bỏ được đó. Nó trong trong kinh này thì ngài nói là những nỗi đau, những nỗi khổ niềm đau mà cái vị thánh mà bỏ được đó, cái là vĩnh viễn không còn bị trở lại đó, nó nhiều như trái đất. Và cái khổ mà còn sót lại ở vị này nè thì nó chỉ giống như một chút xíu đất trên đầu ngón tay thôi. Cho nên một cái vị thánh tu đà quần, dầu đó là một người cư sĩ mà nghèo khổ rách nát tả tơi, kỳ hình dị tướng, nghèo khổ không học thức không tiếng tâm, bị cuộc đời chà đạp nguyền rủa, ví dụ như vậy, thì theo trong kinh nói cái vị này vẫn sung sướng hơn vua Chuyển Lưng Thánh Vương hay là Đức Trời Đức Thích hàng triệu hàng tỷ lần. Nói ra bà con không có tin, thật sự nó là như vậy. Bởi vì sao? Là bởi vì cái chuyện đầu tiên cái tỷ rồi là mình phải nhớ rằng vị tu đà quần biết chắc chắn là mình không thể nào mình rơi trở lại mấy con đường sa đọa. Một con người mà biết rõ như vậy thì coi như đi trên máy bay mà nghe máy bay nó chao nó cái turbulence, người ta không có sợ. Tại ta biết rằng là bây giờ mà có chuyện gì một cái là người ta đi về trời rồi 100%. Bây giờ tưởng tượng là một người bảo đã tự mình biết chắc là mình không cách nào bị đọa thì coi như cái hạnh phúc mình nó đã cỡ nào. Thứ hai là trong các bậc thánh đó, thấp nhất là tu đà quần thì vị nó cũng biết rằng đó, là cái cục thịt mà mấy chục ký này nó không phải là tôi, không phải là của tôi. Quý vị biết cái nó đã gì lắm không? Cái cảm giác nó đã gì lắm. Có nghĩa là vị đó hoàn toàn có khả năng nhìn về mình giống như nhìn một người khác vậy đó. Các vị ơi, nhớ hồi tôi nhớ là buổi giảng hôm trước tôi có kể bà con nghe cái chuyện mà cái ông đó, ông thấy con ông bị lâm trọng bệnh, ông lo, ông khổ, mất ăn, mất ngủ. Nhưng mà khi mà ông biết rằng đó là con của một cái người đàn ông khác, có nghĩa là bấy lâu nay ông bị cấm sừng á, khi mà ông biết được ông là người bị cấm sừng á thì cái niềm lo của ông mà dành cho đứa con nó không còn nữa. Mà lúc bây giờ nó chuyển qua cái hướng là ông bận tâm là tại sao vợ ông đành lòng cấm sừng ông, lúc bây giờ chuyện khác. Nhưng mà cái phần đó tôi không muốn nói, tôi muốn nói đến chuyện là khi mình xác định đây không phải là con của mình thì mình không còn khổ nữa, chỉ vậy thôi. Ừ, chỉ vậy thôi. Hoặc là thí dụ như một cái thằng bạn nó về nó báo cho mình biết là tôi thấy bà xã của mình, của mày, nó bả ngồi lên đùi một cái thằng nào đó, nhưng mà mình tức tốc mình xách mã tấu kiếm nhật mình chạy ra thì mình thấy rằng cái người ngồi đó không phải là bà. Chỉ cần mình xác định không phải là bà thì bao nhiêu cái hờn giận ghen tuông nó lập tức biến mất, lập tức biến mất, lập tức biến mất. Mình phải tin chuyện đó. Chỉ cần biết rõ rằng cái người, cái cô gái mình ngồi trên đùi cái chàng thanh niên nó không phải là bà xã của mình, làm mình thấy khỏe. Hoặc là bây giờ ông xã mình ông đi sáng, đi từ sáng chiều không thấy về, mà buổi chiều nó có được cái xác trôi sông. Tụi quý vị tưởng tượng mình tất tả mình chạy tới, mà khi mình dòm cái mặt trên đó không phải là ổng, thì quý vị có cái cảm giác nó như thế nào hả? Cái cảm giác nó đã cỡ nào. Mình nghe nói đi ông chồng nó đi từ sáng tới giờ kêu phone phone không trả lời hả, rồi bây giờ nghe nói có cái xác đàn ông mà ăn mặc thì mô tả giống hệt như ổng vậy đó, quý vị nghĩ như sao? Rồi bây giờ quý vị ra tới nơi quý vị nhìn thấy không phải, chỉ cần thấy không phải thì cái lòng quý vị nó nhẹ cỡ nào. Thì tu đầu quần mình có hiểu hiểu nôm na như vậy, khi mà họ biết rằng đây không phải là tôi, không phải là của tôi, thì họ đã đời cỡ nào, quý vị nghĩ nó sướng cỡ nào.
coi như là cái chuyện mình trúng độc đắc nó vẫn còn là một cái gánh nặng. Cái chuyện mà mình tán tỉnh người ta mà người ta đồng ý về với mình thấy nó đã thiệt đó, nhưng mà nó cũng là một cái gánh nặng. Cái gì mình còn thích mình còn ghét, phải nói bản thân cái thích ghét nó là một cái gánh nặng. Còn cái vị tu đầu quần lại khác, cái đã đời cái vị đó nằm ở chỗ là cái vị nó để xuống một cái gánh nặng, tháo cởi một cái sự hiểu lầm, lìa bỏ được một sự ngộ nhận, nó đã lắm nhớ nha. Đấy là bài kinh đầu ngón tay. Chứ phần cái đó là cái khổ mà vị tu đầu quần mà bỏ ra, bỏ được nó nhiều như là cái hành tinh này này, cái nỗi mà cái coi như là cái đường kính của trái đất này quý vị biết nó mấy ngàn cây số, nó bao nhiêu ngàn cây số, tính bằng số ngàn, nó to và nó nhỏ đâu. Từ đây mà vô tâm trái đất là 6.000 cây số, từ cái vỏ địa cầu vô trong tới tâm, nếu tôi nhớ không lầm, vô tới cái lớp mà nó kêu là plasma đó, vô cái lớp plasma mà cái nhân cái lõi của trái đất là 6.000 cây số đường bán kính. Mà trong khi đó mà mình trong khi đó thì mình ở đây có một cái người hỏi cái câu này tôi không biết phải nói làm sao. Sao A Tỳ Đàm thì nên học tiếp kinh gì? Rồi cái người thứ hai trả lời đó là sao A Tỳ Đàm học tiếp rồi kinh đầu ngón tay. Ok, A Tỳ Đàm á, bây giờ để tôi ngưng nên tôi giải thích một chút ha. Có hai cách nói về thế giới và chúng sinh. Cách một là dùng khái niệm và ngôn ngữ thế gian để nói, như kêu gọi không làm ác để khỏi phải sa đọa khổ cảnh, làm thiện để được giàu sang, hạnh phúc, sinh thiên. Đó là thế giới nói theo cách thông thường của Tạng Kinh, Tạng Luật. Còn A Tỳ Đàm là cách Phật giải, Phật nói về thế giới này theo lối rốt ráo nhất. Như bản chất của cái gọi là chúng sinh chỉ là năm uẩn, chỉ là những thành tố tâm lý, mental composition. Không biết có hiểu không? Mình hiểu nôm na nói cho dễ hiểu đó. Phật giáo cái A Tỳ Đàm nó giống như là cái physics hay là cái chemical, nó giống như vậy đó. Có nghĩa là cái vật lý và cái hóa học đó, mình học tới già tới chết cũng không có hết. Và nên nhớ rằng mình hoàn toàn có thể dùng cái vật lý hay hóa học để mình nói về cái bàn, cái ghế, cái chén cơm, cái
tô chè, tô cháo được. Mà lúc bây giờ là mình nhìn ngắm cái thế giới này, mình nói về vật chất bằng một cái nhìn khác, thì A Tỳ Đàm cũng vậy. A Tỳ Đàm không phải là một cái gì đó tách rời hai tạng kia, sai bé. Mà A Tỳ Đàm là một cách nói khác của Đức Phật về cái bản chất rốt ráo. Bởi vì cho nên trong kinh mới nói thế giới này có hai, nó gồm hai sự thật. Sự thật thứ nhất là conventional, conventional truth, gọi là tục đế. Cái thứ hai là ultimate, tức là cái sự thật rốt ráo. Thì A Tỳ Đàm ấy là chân đế, là nói về thế giới theo cách chân đế. Biết hiểu không ta? Nói hiểu không? Hai tạng kia cũng nói về thế giới này nhưng theo cách tục đế. Bây giờ có thấy chưa? Thấy cái câu hỏi mình nó kỳ cục chưa? Là sao tạng A Tỳ Đàm học tới kinh gì? Thì nói gì không được, tại vì giống như mình hỏi học để cái A Tỳ Đàm là vật lý, A Tỳ Đàm là hóa học, còn cái tạng kinh năng lực là nó giống như là sự văn học, là lịch sử, là địa lý. Đó, tại bây giờ quý vị tưởng được rồi, hiểu rồi thôi. Rồi xong. Câu hỏi của cô đã kết thúc buổi giảng hôm nay. Ok, xin hẹn lại là ngày thứ ba nếu tôi còn sống. Ok. Dạ, xin chào quý vị. Xin đảnh lễ Chư Tôn Đức nếu có.